Vân Khương xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping Network do hệ thống Việt Phi Small thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, một làn mi dài và cong vút tự nhiên giúp cho đôi mắt thêm to tròn, đáng yêu và quyến rũ. Thế nhưng làm sao để có làn mi thật hoàn hảo? Vân Khương xin gửi đến quý vị một bí quyết nho nhỏ khi trang điểm giúp đôi mắt trở nên đen láy, sâu thẳm và long lanh hơn khi quý vị phụ nữ sở hữu làn mi dày và cong vút. Và bí mật đằng sau một làn mi búp bê giờ đây đã được hé mở bởi Mystic 3D Lashes nằm trong chiếc hộp nhỏ gọn và thật xinh xắn này. Thưa quý vị, bộ mascara Mystic 3D Lashes bao gồm một ống mascara dạng gel nhẹ và một ống mascara với những sợi nhỏ giúp nhẹ nhàng nối dài những cọng mi tự nhiên. Quý vị chỉ cần lần lượt chải mi với hai loại mascara này, mỗi bên đúng 3 lần, bắt đầu với ống mascara bằng gel, sau đó dùng ống mascara bằng fiber, rồi lặp lại cũng đúng như vậy 3 lần. Voila, quý vị sẽ nhanh chóng nhìn thấy sự khác biệt với đôi mắt và làn mi thu hút mọi ánh nhìn. Mascara Mystic 3D Lashes hiện đang có mặt tại hệ thống Việt Face More. Mọi chi tiết xin liên lạc Việt Face More 1888 314 3775. Quý vị có thể vào trang mạng vietfacemore.net để order hoặc đến với chúng tôi tại Việt Face Boutique trong khu tiệm vàng Ngọc Quang để trực tiếp được tư vấn và mua sản phẩm. Vân Khương xin mến chúc quý vị ngày càng thêm yêu quý vẻ đẹp mơ màng quyến rũ nơi đôi mắt của chính mình. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.